Ngày 9 tháng 8, Thánh Edisten, sinh vào năm 1891, mất vào năm 1942. Edisten, một nữ tu Camelo thánh thiện, một triết gia uyên thâm và một văn sĩ sáng giá. Không những Ngài có ảnh hưởng lớn ở thời ấy, mà ngày nay, ảnh hưởng ấy đang lan tràn trong giới triết gia và trí thức ở Đức, cũng như trên toàn thế giới. Ngài là nguồn cảm hứng cho tất cả những ai coi thánh giá là di sản, và cuộc đời Ngài được dâng hiến cho sự đau khổ và bất hại của dân tộc Do Thái. Sinh vào ngày 12 tháng 10 năm 1891, trong một gia đình Do Thái ở Breslau, nước Đức. Ngay từ nhỏ, Edisten đã chứng tỏ năng lực học hỏi lạ thường. Và vào lúc bắt đầu Thế chiến thứ nhất, Ngài đã học xong triết và ngữ văn tại Đại học Breslau và Goestetian. Sau cuộc chiến, Ngài tiếp tục cao học tại Đại học Freiburg và lấy bằng tiến sĩ ưu hệ về triết. Sau đó, Ngài là giáo sư phụ tá và là cộng tác viên của giáo sư Husserl, cha đẻ của hiện tượng học, và cũng là người có ảnh hưởng lớn đến tư duy của thánh nữ. Trong tất cả ngành học, Edisten không chỉ tìm kiếm chân lý, mà còn đi tìm chính chân lý. Và Ngài đã tìm thấy ở giáo hội Công giáo. Sau khi đọc tự truyện của Thánh Teresa Avila, Edisten được rửa tội vào ngày đầu năm 1922. Sau khi trở lại đạo, Edis dùng toàn thời giờ để dạy học, giảng thuyết, viết lách và dịch sách. Và không bao lâu, Ngài trở nên một triết gia và tác giả nổi tiếng. Nhưng điều Ngài khao khát là cuộc sống cô độc và tịnh niệm của dòng Camelo, là nơi Ngài tận hiến cho Thiên Chúa và người dân của Ngài. Trước khi Đức Quốc xã bắt hại người Do Thái khiến Ngài phải ngừng mọi hoạt động, thì cha Linh Hướng đã đồng ý để Ngài gia nhập dòng Camelo hèn mọn ở Cologne, Dendento, vào tháng 10 năm 1933. Vào tháng 4 năm kế tiếp, Ngài được mặc áo dòng và lấy tên là Teresa Benedicta của Thánh Giá. Vào Chủ nhật Phục sinh năm 1935, Ngài khấn chọn. Khi sự bắt hại người Do Thái gia tăng mãnh liệt và điên cuồng, Sơ Teresa Benedicta nhận thấy sự nguy hiểm khi có mặt tại nhà dòng Camelo ở Cologne, và Ngài đã xin phép bề trên để di chuyển đến một tu viện ở ngoại quốc. Vào đêm 31 tháng 12 năm 1938, Ngài bí mật vượt biên đến Hòa Lan, là nơi Ngài tiếp đón một cách nồng nhiệt vào dòng Camelo ở Esch. Ở đây, Ngài sáng tác văn bản sau cùng của Thánh Giá học. Chính Thánh Giá của Ngài thì ngay ở trước mặt, vì lúc ấy Đức Quốc xã đã xâm lăng Hòa Lan. Và khi các giám mục Hòa Lan công bố lá thư mục vụ phản đối việc trục xuất người Do Thái và đuổi các học sinh Do Thái ra khỏi trường Công giáo, thì Đức Quốc xã ra lệnh bắt giữ mọi người Công giáo thuộc gốc Do Thái ở Hòa Lan. Sơ Teresa Benedicta bị bắt vào ngày 2 tháng 8 năm 1942 và được chở đến trại tử thần Auschwitz. Ngài chết trong phòng hơi ngạt ở Auschwitz ngày 9 tháng 8 năm 1942. Vào ngày 1 tháng 5 năm 1987, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai phong chân phước cho Sơ Teresa Benedicta, và sau cùng Sơ được phong thánh vào ngày 11 tháng 10 năm 1998. Lời bàn. Các sáng tác của Sơ Teresa Benedicta có đến 17 tập, phần lớn đã được dịch sang Anh ngữ. Là một phụ nữ chính trực, Ngài theo đuổi chân lý mà bất cứ đâu chân lý đưa đẩy đến. Sơ Josephine Coppell, OCD, người đã dịch vài cuốn sách của Sơ Teresa Benedicta, nhận xét.
tổng quát về vị thánh này như sau: Ngài học biết cách sống trong bàn tay Thiên Chúa. Lời trích: Trong bài giảng lễ phong thánh, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai nói: Vì Edistai là người Do Thái, nên cùng với người chị là Rosa và những người Công giáo cũng như Do Thái khác bị đưa từ Hòa Lan đến trại tập trung Auschwitz, là nơi Ngài chết vì hơi ngạt. Ngày nay, chúng ta tưởng nhớ Ngài với lòng tôn trọng sâu xa. Một vài ngày trước khi bị trục xuất, người phụ nữ đạo đức này đã gạt bỏ vấn đề được cứu nguy. Đừng làm như vậy, tại sao tôi phải được miễn trừ? Không đúng sao, khi tôi chẳng được ích gì từ bí tích rửa tội. Nếu tôi không thể chia sẻ số phận với anh chị em của tôi, đời sống của tôi chắc chắn bị tiêu diệt. Với những người trẻ có mặt trong buổi lễ, Đức Giáo Hoàng nói: Cuộc đời các con không phải là một chuỗi không cùng của những cánh cửa mở. Hãy lắng nghe tâm hồn mình, đừng dừng ở ngoài mặt, nhưng đi sâu vào tâm điểm của mọi sự. Và khi đến giờ, hãy có can đảm quyết định. Thiên Chúa trời các con phó thác sự tự do của mình trong bàn tay nhân ái của Người.